Hello, xin chào các bạn, là anh em Minh Phụng Music đây. Thời điểm các bạn đang xem video này thì có lẽ loạt bài YouTube về mẫu đàn hiện đại này đã có rất nhiều bài đánh giá, review. Tuy nhiên, tụi mình vẫn nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn từ tất cả các nền tảng mạng xã hội về cây đàn organ siêu hot Godman K350 này. Video này, chúng mình sẽ giao cây đàn K350 cho một bác trai vẫn còn rất phong độ tại quận 8 đi cùng tụi mình nhé. Hôm nay là lần đầu tiên tụi mình đi quận 8 nên mình còn hơi bỡ ngỡ vì địa chỉ khá khó đi. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của bác nên mình đã đến đúng theo lịch hẹn. Căn nhà với cách bài trí vô cùng giản dị mộc mạc. Trong thùng sẽ bao gồm cây đàn, giá để sách, sách hướng dẫn và một bộ nguồn. Hãy cùng mình review lại lý do vì sao đàn K350 lại hot đến như vậy. Đàn sở hữu màn hình LCD, hiển thị rõ ràng các chức năng với 61 phím cảm ứng lực nhấn cùng với 128 âm polyphony. Âm thanh được nâng cấp với cấu tạo 3 lớp giúp cho âm thanh đàn khi phát ra đầy đặn chân thật. Với 649 voice được cài sẵn cộng thêm 12 voice sampler Việt Nam, bên cạnh đó là 240 điệu cài thêm và được bổ sung thêm 50 điệu theo yêu cầu của khách hàng. K350 còn được trang bị nhiều tính năng như metronome, đếm nhịp, slip, chia bàn phím và transpo tăng giảm tông. Đàn còn tích hợp big band để luyến lấy âm sắc. Bên cạnh đó còn có hai chức năng chỉ có ở những dòng organ phân khúc cao, chính là tính năng freeze khóa băng tiếng khi chơi không bị nhảy nhạc đệm, và sync stop là tính năng dằn giữ nhịp. Đa dạng các cổng kết nối như kết nối micro, USB MIDI, headphone và pedal piano. Và đó là những thông số ấn tượng của Godman K350. Khi các bạn mua cây đàn organ này sẽ được chúng mình tặng kèm bao đựng đàn, chân đàn, pedal và một jack phone, đồng thời sẽ được tham gia các chương trình bảo hành hấp dẫn như bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, trả góp với lãi suất 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Cảm ơn bác trai đã tin tưởng chọn mua hàng tại Minh Phụng Music. Hy vọng với mẫu đàn này, bác sẽ có những giai điệu thật hay cùng gia đình của mình. Với những tính năng hiện đại cùng giá cả phải chăng, K350 sẽ nhận được nhiều sự đón nhận của các bạn yêu thích organ trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Minh Phụng Music trong một video review kết hợp với giao hàng này. Nếu có bất cứ câu hỏi nào khác mà các bạn muốn đặt ra về K350, hãy để lại dưới comment để chúng mình có thêm động lực ra những video mới lạ hơn. Hãy like, share, subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.